Bạn thân của Kyle và Lily đã chuyển đến San Francisco được một thời gian và Kyle rất nhớ Lily. Vì vậy anh ấy quyết định chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho sinh nhật sắp tới của cô. Nhìn vào phòng của Kyle, bạn có biết chính xác bao nhiêu tháng đã trôi qua kể từ khi Lily chuyển đi không? Lily đã đi từ 36 tháng trước. Làm sao chúng ta hiểu được? Hãy nhìn vào màn hình laptop của anh ấy. Nó hiển thị ngày tháng hiện tại 15 tháng 1 năm 2022. Và bây giờ, hãy nhìn bức ảnh treo tường của Kyle. Bức ảnh cuối cùng của họ được chụp vào 15 tháng 1 năm 2019. Vì vậy, Lily đã chuyển đến một thành phố khác đúng 36 tháng hoặc 3 năm trước. Đầu tiên, Kyle tìm hiểu xem Lily muốn gì vào ngày sinh nhật của cô ấy. Anh biết cô có một danh sách mong muốn ở trên mạng, nhưng không may là anh đã quên mật khẩu rồi. Anh nhìn ghi chú cũ của mình và tìm thấy manh mối này. Bạn có thể giúp anh ấy nhập đúng mật khẩu không? Là 3548. Bạn chỉ cần đếm số đốm trên những chú bọ rùa thôi. Bây giờ, Kyle đã biết món quà trong mơ của Lily rồi. Cô ấy muốn mua một chiếc đàn guitar cổ điển cực kỳ hiếm. Kyle đã tạo một nhóm trò chuyện kín cho toàn bộ bạn bè thân thiết của Lily và đưa ý kiến là mỗi người góp 100 đô la để cùng mua cây đàn guitar. 5 người bạn đều đồng ý gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Kyle. Nhưng Kyle chỉ nhận được 400 USD. Carrie bảo cô ấy đã gửi 100 đô la sau khi chạy bộ buổi sáng. Josh nói rằng đã chuyển tiền ngay sau khi nhận được tin nhắn của Kyle. Jenny có chút vấn đề với ứng dụng ngân hàng nhưng đã sửa xong. Mike kể là đã nhờ mẹ chuyển 100 đô và bà ấy hứa sẽ chuyển ngay lập tức. Còn Amy chẳng dành sử dụng các ứng dụng chuyển tiền nên đã nhờ bạn trai gửi tiền giúp. Ai đang nói dối? Harry, chân cô đang bó bột nên không thể chạy bộ được. Kyle đã đến một cửa hàng bán nhạc cụ để mua cây guitar, nhưng anh tình cờ gặp một khách hàng khác cũng muốn mua cây đàn đó. Kyle nói, không công bằng, tôi đã đặt trước cây đàn này rồi. Khách hàng kia nói, nếu cậu giải được câu đố của tôi thì cây đàn này thuộc về cậu. Tôi có thể bị lật và bị phá vỡ, nhưng tôi không bao giờ lay chuyển. Tôi có thể đóng, mở và đôi khi bị tháo gỡ. Tôi được niêm phong bằng tay. Tôi là gì? 2 phút sau, Kyle cầm cây đàn ra khỏi cửa hàng. Anh ấy đã trả lời gì? Đó là một thỏa thuận. Bây giờ Kyle phải đi ra sân bay và bay đến San Francisco. Nhưng trên đường, tại một trạm xăng, ô tô của anh bị hỏng. Kyle muốn đi nhờ ai đó ở bãi đậu xe vì nếu trễ chuyến bay này, anh sẽ không có tiền mua vé khác. Bạn có thể giúp Kyle chọn đúng tài xế không? Chiếc xe này chỉ có 3 bánh, khả năng là tài xế sẽ chẳng đưa Kyle đến sân bay an toàn đâu. Có một chú hề ma quái đang trốn ở ghế sau của chiếc xe này, nên có lẽ đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Chiếc xe đầu tiên trông khá đáng tin cậy. Tài xế bật thứ âm nhạc khủng khiếp lên và hát lệch tông. Kyle yêu cầu anh ta vặn nhỏ nhạc một cách lịch sự nhất có thể. Tài xế hứa sẽ làm như vậy, nhưng chỉ khi Kyle giải được câu đố của anh ta. Và rồi anh ta bắt đầu hát. From the beginning of eternity to the end of time and space, to the beginning of every end and the end of every place. Tôi là gì? Bạn có thể giúp Kyle chấm dứt show ca nhạc khủng khiếp này không? Đáp án chính xác là chữ cái E. Kyle hạ cánh xuống San Francisco và đi lấy hành lý nhanh hết sức có thể. Nhưng vali của anh đã lạc mất. Nhìn vào hình này, bạn có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra không? Bà già này là kẻ trộm. Bà ta trùm khăn lên vali nhưng đây là hành lý của Kyle vì trên đó có nhãn dán viết tên của anh ấy. Kyle đến tiệm bánh,
nơi anh đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho Lily. Đầu bếp bánh ngọt đã mang đến 3 chiếc bánh cho 3 cô Lily khác nhau. Bạn có biết chiếc bánh nào dành cho Lily của Kyle không? Chiếc thứ 3, đó là chiếc bánh duy nhất được trang trí với một cây đàn bằng kem. Kyle biết Lily muốn có một cây đàn guitar, nên Kyle đã đặt bánh có thiết kế phù hợp. Sau đó, Kyle đến một cửa hàng quần áo sang trọng địa phương, nhưng nó đã đóng cửa. Chủ cửa hàng để lại một ghi chú trên cửa. Nó có một gợi ý, 345129. Bạn có thể giúp Kyle tìm ra mã 10 chữ số không? Đó là 444111199. Kyle chỉ cần nhập 3 lần số 4, 5 lần số 1 và 2 lần số 9. Khi bước vào cửa hàng, Kyle không thấy ai cả. Vì vậy anh đã đi vào phòng chứa đồ. Chủ cửa hàng nằm bất tỉnh trên sàn. Kyle ngay lập tức gọi báo cảnh sát và sĩ quan đến và thẩm vấn Stacy, trợ lý của chủ cửa hàng. Cô ấy nói, lúc đến chỗ làm, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cửa phòng chứa đồ đang mở. Tôi bước vào và thấy sếp đang nằm bất tỉnh trên sàn. Thế nên tôi chạy ra ngoài để tìm trợ giúp. Các cảnh sát đã bắt giữ Stacy ngay lập tức. Tại sao? Cô ta đã nói dối. Loại cửa này tự động đóng. Khi chủ cửa hàng tỉnh lại, vì đang còn choáng nên anh ấy không muốn đưa trang phục nào cho Kyle. Nhưng vì thực sự đang rất cần nên Kyle đã đưa ra một thỏa thuận cho chủ cửa hàng. Hãy hỏi tôi bất kỳ câu đố nào. Nếu tôi đoán đúng, tôi sẽ lấy bộ đồ. Còn nếu sai, tôi sẽ cho anh chiếc bánh ngon lành này. Chủ cửa hàng rất thích thỏa thuận đó. Và câu đố của anh ấy như sau. Tôi đi từ nhà này sang nhà khác. Một người đưa tin nhỏ và chật. Dù trời mưa hay có tuyết, tôi vẫn ngủ ngoài trời vào ban đêm. Tôi là gì? Bạn có thể giúp Kyle cứu bữa tiệc sinh nhật không? Câu trả lời đúng là con đường. Kyle chọn trang phục và tóc giả rồi đi đến nhà Lily. Nhưng trước hết, anh chàng phải đi bộ qua một công viên đầy mê hoặc. Có 3 con đường. Con đường đầu tiên đi qua vài con sư tử giận dữ. Một mụ phù thủy độc ác không ngờ đàn ông đã chặn con đường thứ hai. Và con đường thứ ba có hoa anh túc mọc sum suê, có thể khiến Kyle ngủ ngay tức thì. Anh ấy nên chọn đường nào? Lựa chọn thứ hai là an toàn nhất. Kyle có thể đội một bộ tóc giả và mặc váy rồi giả làm phụ nữ để đi qua mụ phù thủy. Kyle và những người bạn khác của Lily đã đến nhà của Lily từ sớm để trang trí và chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ. Trong khi đó, Lily đang đi làm móng. Mẹ của Lily nói với các bạn rằng cô nàng đã nhét chìa khóa dự phòng vào nhà ở dưới tấm thảm trên bậc cửa. Nhưng khi đến nơi, các bạn không tìm thấy chìa khóa nào cả. Bạn có thể tìm ra chìa khóa ở đâu không? Chú chó đã lấy nó. Hãy nhìn những dấu chân này mà xem. Rõ ràng là chú chó đã ở gần và xô đẩy tấm thảm. Sau đó, dấu chân dẫn đến nhà của chó. Vì vậy, rất có thể chiếc chìa khóa nằm trong đó. Nhóm bạn thấy đói meo trong khi trang trí nhà. Vì vậy họ quyết định cùng nhau ăn một đĩa lasagna cho 12 khách mời. Mike nói sẽ đưa cho Rick $50 nếu Rick chia lasagna thành 12 miếng chỉ với 4 lần cắt. Bạn có thể giúp Rick không? Vì lasagna có hình chữ nhật nên nhiệm vụ khá đơn giản. Đầu tiên, với 2 lần cắt, anh ấy chia nó thành 3 miếng giống hệt nhau. Sau đó, anh ấy cắt một đường vuông góc ở giữa. Như vậy, chúng ta đã có 6 miếng và một lần cắt cuối cùng. Bây giờ anh ấy nên cắt ngang giữa lasagna và voilà, có 12 miếng bằng nhau, đủ chia cho 12 vị khách mời. Vị khách nào cũng muốn là người mang chiếc bánh có cắm nến ra khi Lily về nhà. Kyle đưa ra một thỏa thuận như sau.
ai đoán đúng câu đố của tớ đầu tiên sẽ được cầm bánh. Mọi người đều đồng ý. Câu đố thế này: trắng, tơ và bông xốp, thậm chí nhìn giống một chú chó con, có vẻ nặng nhưng lại rất nhẹ, trôi một cách tự nhiên. Nhưng nếu nó chuyển tối, bạn phải nhanh lên. Nó là gì? Jenny là người đầu tiên trả lời đúng nên được quyền cầm bánh sinh nhật. Cô ấy đã nói gì? Đám mây. Cuối cùng thì Lily cũng về đến nhà. Mọi người chúc mừng và đưa bánh sinh nhật cho cô ấy. Lily cầu ước và chuẩn bị thổi nến. Nhưng bỗng Fiona, người đang quay phim lại khoảnh khắc này, hét toáng lên. Tại sao vậy? Có gì đáng sợ ở đây? Hãy nhìn vào nền phía sau. Khuôn mặt này rất lạ phải không? Tiệc đang vui thì Kyle phát hiện ra là Lily đã biến mất. Thật lạ là cô ấy để điện thoại của mình ở trong nhà bếp. Họ lục tìm trong khắp căn nhà. Bỗng Kyle nghe thấy tiếng hét phát ra từ dưới tầng hầm. Lily nằm đó bất tỉnh. Tầng hầm không có cửa sổ và cánh cửa đã bị khóa. Chỉ có ba người có chìa khóa: Fred, bạn trai của Lily; Sarah, cô tạp vụ và một đầu bếp làm việc cho bố mẹ của Lily. Kyle đã gọi xe cấp cứu và khóa cửa dẫn xuống tầng hầm lại. Anh đã thẩm vấn ba nghi can. Đầu bếp nói: tôi đang làm bữa tối thì nghe thấy tiếng Sarah hét nên đã chạy xuống tầng hầm. Ở đó rất tối, tôi bật đèn lên thì thấy Sarah và Fred. Sarah nói: tôi nhìn thấy Lily nằm đó nên đã hét lên. Bạn trai của Lily nói: tôi vừa về đến nhà thì mới biết chuyện đã xảy ra. Ai có vẻ đáng ngờ và tại sao? Sarah tất nhiên rồi. Đầu bếp nói rằng anh ấy phải bật đèn lên. Vậy làm sao Sarah nhìn thấy Lily chứ? Đột nhiên Kyle nhìn Lily và nói: ôi, dậy đi Lily, đó chỉ là một trò đùa thôi. Làm sao anh ấy biết được? Lúc đầu anh nhìn thấy Lily là cô đang nằm ngửa, quay đầu ra phía cửa. Nhưng bây giờ cô đang hướng chân về phía cửa. Rõ ràng là cô ấy đã di chuyển trong khi anh thẩm vấn các nghi can. Không ai khác có thể di chuyển cô ấy vì cửa xuống tầng hầm đã bị khóa rồi mà.